Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ dẫn cho anh em tham gia một chương trình góp nhẫn 500 tóc cần có kèo là CIC từ dán CIC Network các bạn. Để tham gia giá hôm nay mình lấy phần link mô tả video của mình và đăng ký một cái tài khoản nha. Dòng đầu UNEM thì các bạn đi ghi họ và tên của bạn, tiếp tục email xác nhận dòng thứ ba là password, dòng thứ tư thì xác nhận password các bạn. Rồi các bạn chấp nhận vào tài khoản của trang các bạn bấm vào correct. Rồi account là bấm vào đăng ký cho bạn. Ok. Rồi các bạn mở mail vào mail config các bạn. CIC Network rồi gửi về cái email, bạn nhấp vào một email, bạn confirm mail các bạn. Tất cả bấm vào một cái xanh là confirm email address này bạn. Giờ bấm vào màu xanh các bạn đi. Sau khi các bạn đăng ký thì các bạn sẽ nhận được 500 token CIC các bạn. Và mình hướng dẫn các bạn CIC luôn bạn. Sau này con này nó sẽ đi sàn thì các bạn có thể rút lên sàn bán liền các bạn. Để sau này rồi bạn bấm vào sign in các bạn. Để sau này nó đi sàn các bạn cây xe khó các bạn. Rồi các bạn nhập vào tài khoản bấm sign in này các bạn. Sau khi các bạn đăng nhập thì các bạn sẽ nhận được balance của mình là 500 token CIC các bạn. Con này trong chương trình bán hàng VSL là 1 CIC bằng 0.1 USDT này bạn. Đây thì các bạn sẽ nhận được. Chương trình bán hàng VSL nó còn 49 ngày nữa. Giây phút ngày giờ. 49 ngày nữa hết các bạn. Rồi thì mình hướng dẫn các bạn cây xe các bạn. Các bạn nhập vào của một trang cá nhân đồ người của mình các bạn. Không phải các bạn bấm vào một cây xe đi bạn, submit cây xe các bạn. Rồi bấm vào click here view cây xe. Rồi dòng đầu thì fit name last name thì các bạn ghi họ và tên của mình thôi các bạn. Mình tên Quỳnh Giang Ánh thì ghi họ vào tên Quỳnh Giang. Last name là tên Ánh. Số điện thoại thì các bạn ghi số điện thoại mình vào bằng 03299. Các bạn ghi cộng 84 đầu được bằng 329931577 329931577. Đây thì ngày tháng năm sinh thôi các bạn. DPD. Rồi tiếp tục thì các bạn nam thì các bạn chọn Mala, nữ thì chọn Female các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền username Telegram của tất cả bạn vào các bạn. À không. Anh 4 số 1. Tiếp tục add country này thì các bạn chọn quốc gia Việt Nam giúp mình nha các bạn. Các bạn gọi cho từ Việt Nam cho nó nhanh. Cái mục save này là tiểu bang, các bạn chọn giúp mình quốc Việt Nam luôn các bạn. Country này là thành phố. Các bạn ghi châu Đốc nha các bạn. Các bạn sống ở đâu thì ghi đó các bạn. Đây là thành phố nè các bạn. Các bạn sống ở thành phố nào ghi vào. Mã zip code thì các bạn lên Google bằng gõ Samba tỉnh thành các bạn. Của mình là 90.000 nè các bạn. Đây thì địa chỉ dùng 1 và địa chỉ dùng 2 các bạn. Rồi tiếp tục thì này địa chỉ dùng 2 địa chỉ của mình nha các bạn. Xuống nhà. Tiếp tục thì có 3 hình thức là ID card, passport và bằng lái xe các bạn, thì các bạn chọn ID card giúp mình nha các bạn. Này UDB. Thì các bạn tải lên mình một bức ảnh giấy chứng minh nhân dân mặt trước nha các bạn, sau khuya, và giấy chứng minh nhân dân mặt sau khuya, và một bức ảnh hình photo các bạn cầm từ giấy chứng minh của khuôn mặt của tất cả các bạn nha các bạn. Mình tải lên mới được các bạn. Các bạn ép địa chỉ các bạn. Sau này mà các bạn thanh toán qua Ethereum, các bạn chọn Ethereum giúp mình các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ chút wallet của mình ra, các bạn copy chia tác mình vào không. Mở địa chỉ HK, các bạn copy địa chỉ ETH này nè các bạn. Ethereum nè các bạn sao chép lại địa chỉ với mình các bạn. Rồi trở về web này các bạn. Các bạn bắt vào đây nè các bạn. Bạn kiểm tra đầu đuôi chính xác các bạn. Rồi các bạn tiếp vào 4 du lịch chấp nhận điều khoản tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm vào Ferry các bạn. Rồi. No data, bấm lại cái nữa các bạn. Cái đó ngày sinh không hợp lệ các bạn, mình điền không hợp lệ các bạn, để mình điền lại các bạn. Cái một ngày sinh này các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Các bạn chọn theo của nó mới được các bạn ơi. 1991.
hai mai sao là 1991. Mía đây ngày không hợp lệ nè, để mình rồi bạn lướt xuống các bạn, rồi bạn update verify các bạn, gần năm gần tháng gần ngày các bạn ơi, gần năm gần tháng gần ngày cái nữa các bạn. Không được luôn. Lưu ý các bạn cái đây thì các bạn phải chọn bạn điều khiển của nó nha các bạn. Của mình tháng 6 là vun hết ta. Xem ta, 22 tháng 6 năm 1991. Xem ta. Ok. Rồi, các bạn gỡ luôn nha các bạn, cái này được nè. Ok, như vậy là verify thành công rồi các bạn. Nó sẽ ấy các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi nó sẽ chờ xác duyệt sao các bạn. Rồi các bạn bắt up vào ba lịch cùng nữa các bạn. Các bạn bấm vào dash browser lên các bạn. Rồi thì các bạn bấm vào mục add wallet nè các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ add cái địa chỉ với chút wallet nãy các bạn vô không? Thì các bạn chọn là Ethereum các bạn. Rồi bạn bắt vào đây nè. Rồi bạn add wallet nha các bạn. Ok, vậy mình hướng dẫn các wallet thành công các bạn. Vậy sau này các bạn sau này sàn hoặc là có góp tiền thông tin chỗ này mình sẽ cập nhật video clip tiếp theo các bạn nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.